Dạ, câu số 6. Người được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh, hỏi đây là bể tánh của chính mình hay là bể tánh thanh tịnh Phật tánh của mười phương chư Phật ạ? Rơi vào bể tánh là rơi vào cái tánh thanh tịnh của mình, và cái người A-la-hán ta gọi là nhập định, nhập vào cái thanh tịnh. Còn trở về Phật giới thì không nói rơi vào, mà trở về Phật giới thôi, vào Phật giới, vào trong đó luôn, không rơi. Còn rơi, thí dụ mình ở trong cái trạng thái mình đó, bởi vì nó có cái tánh Phật của mình nó thanh tịnh, mà mình tu mà nó được thanh tịnh, mà nếu nó thanh tịnh về cái bên Phật á, thì nó rơi vào trong cái Phật tánh của mình. Còn nếu mà thành A-la-hán á, thì nó rơi vào trong cái định quá thành, chứ không phải rơi. Còn nhập định á, người ta nói nhập định là nhập vào cái quá thành này nè, để trở thành ông A-la-hán để sử dụng thần thông đó. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Dạ, xin mời vị Lê Thị Thúy Hằng lên đặt câu hỏi trực tiếp ạ. Và cũng là câu hỏi sau cùng trong buổi giải đáp ngày hôm nay ạ. Dạ, con xin chào bác Vân Vân và con xin chào ban quản trị cũng toàn thể các Phật tử có mặt ở đây ạ. Cho con xin được đặt câu hỏi với bác hai câu ạ. Câu một ạ, là con muốn thực hành vô trụ vật chất trong cuộc sống hàng ngày này như thế nào ạ? Dạ, cô ấy hỏi là với vô trụ cuộc sống hàng ngày như thế nào ạ? Vô trụ với vật chất ạ, trong vô trụ với vật chất. Vô trụ với vật chất là gì? Trí trụ là gì? Là dính đó, không dính với vật chất. Có nghĩa là mình có của mình cũng không gì. Cũng không lo, không kêu bằng cầu, không gắn mó với lắm đó. Có cái nhà cũng vậy, có chiếc xe cũng vậy, có tiền bạc cũng vậy. Người ta đó, thí dụ bo, còn có cái xe, tối ngày cái lầu chùi đó là con dĩnh đó. Còn có thì có để làm phương tiện đi thôi. Còn có tiền vậy đó, mấy tỷ, tiền trong tủ kệ đó. Chứ không có, nếu con vô trụ, cái ngày nào cũng mở ra đếm. Vô trụ là chỗ, trụ là dính, mà không vô trụ là không có đếm. Có vậy thôi. Hiểu không? Rồi hỏi tiếp đi. Và câu thứ hai ạ, tức là trong sách thì con đọc thì con biết là trong cuộc sống hàng ngày để mà tu theo pháp môn thiền tông ạ, tức là thanh tịnh thiền này, thì chúng ta phải thanh tịnh, lỗng lặng và hằng chi. Cho con hỏi là cái hằng chi là hằng chi trong mọi việc hay là chúng ta hằng chi, hay là chúng ta hằng chi cái việc thanh tịnh và lỗng lặng ạ? Con làm gì thì con biết thanh tịnh là con đừng có suy nghĩ cho khác, lỗng lặng. Con không suy nghĩ là con lúc nào con xung quanh con cũng như dường như không có gì nó phát ra. Hằng tri được biết cái chuyện gì con làm, con phải biết cái chuyện đó thôi. Còn khi con tu cũng vậy đó, là con biết, con biết là thí dụ con tạo công đức, con chỉ biết tạo công đức thôi. Còn cái hằng tri này khi con về Phật giới đó, con chỉ biết bây giờ con về Phật giới này, phải biết nghe không? Chứ đừng có nghe nó biết về Phật giới, gặp ông thánh kế bên đó, ta là Như Lai rước con đi, quay lại hỏi ông đi đâu thì không có hằng tri được, không có rỗng lặng được, phải không? Con làm cái gì được biết cái đấy, con về Phật giới, con chỉ biết con về Phật giới thôi, thấy không? Hiểu không? Rồi hỏi tiếp đi. Vâng, cho con hỏi thêm câu hỏi phát sinh đã, bởi vì là con thì con chưa được truyền bí mật thiền tông ạ, nhưng mà khi mà con nhìn cái, tức là con thấy mọi, tức là những người được truyền bí mật thiền tông thì đều nhận được cái quyển, tức là đều nhận cái quyển sách mà dặn dò để đường về Phật giới đấy ạ. Thì những người mà chưa nhận được cái bí mật thiền tông đấy thì có gần như là có đọc, có tức là có được, có lên ham muốn đọc nó không ạ? Vẫn học, là học trước để mai mốt mình hiểu. Thí dụ bây giờ mình học trước, mai mốt mình được truyền thiền nó càng rõ hơn. À, vâng ạ. Ừ. Vâng ạ, thì con xin hết câu hỏi ạ. Con cảm ơn bác ạ. Dạ, cũng xin cảm ơn chị ạ. Và buổi giải đáp hôm nay đến đây là kết thúc ạ. Những câu hỏi mà chưa được hỏi thì tuần kế tiếp sẽ giải đáp tiếp ạ.